Xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng đến chiều nay, nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn mưa như chút nước. Tâm mưa lớn thủ đô Hà Nội có điểm mưa lên tới hơn 300mm, khiến cho nhiều tuyến phố ngập sâu. Đối với các nơi khác như là tại Hà Nam hay là Hòa Bình thì mưa cũng vượt 200mm. Trong đêm nay và sáng mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa dự báo sẽ còn có mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến là từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Mưa chút xuống trên nền đất đá đã no nước nên rất dễ xuất hiện sạt lở đất và lũ quét. Nguy cơ cao nhất đang là vùng đồi núi, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, phía nam của Sơn La và tại Quảng Ninh, tương ứng là thang màu tím trên bản đồ này. Và ban đêm, dấu hiệu dễ nhận biết sạt lở chính là tiếng động bất thường ở xung quanh nhà. Bà con khi mà nghe thấy những âm thanh lạ, tiếng cành cây gãy đổ hay là đất đá nứt vỡ thì cần phải lập tức di rời. Từ trưa chiều mai thì mưa lớn sẽ giảm nhanh, chỉ còn mưa nhỏ đôi lúc. Bầu không khí ở khu vực Bắc Bộ cũng như Thanh Hóa nhìn chung là vẫn dễ chịu do là mây dày. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội cũng như là hầu khắp các nơi khác phổ biến trong khoảng là 28 đến 31 độ. Đối với khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận vào ngày mai, nhiều nơi trời sẽ có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở Vinh, Hà Tĩnh, Đông Hà hay trở xuống tới Phan Thiết phổ biến là 31 đến 34 độ. Riêng của Tuy Hòa thì nắng nóng 35 độ. Về chiều tối, mưa dông có thể xuất hiện ở nhiều nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ vào ngày mai, nắng ráo vào buổi sáng. Sang đến buổi chiều thì mưa sẽ xảy ra ở hầu khắp các tỉnh thành. Có nhiều điểm mưa to với lượng có thể lên là 50mm. Trong cơn dông, quý vị cần cảnh giác với lốc xoáy hay là sấm sét. Chuyển sang thời tiết biển, đêm nay và ngày mai, khắp khu vực từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống đến Quảng Ngãi, ra ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có mưa dông, khả năng đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.